mở một shop mớ về róc lóc, Jimmy róc lóc trắng cơm. Những dịp khai trương mình sẽ tặng miễn phí Rolex và trái ác quỷ xịn cho các bạn nhanh tay vào shop. Cùng đến với shop Jimmy róc lóc trắng cơm, ủng hộ Jimmy và nhận quà miễn phí nha. Được rồi, chúng ta lên đường thôi mọi người. Được rồi, lên đi giúp Liên Trụ thôi. Chúng ta còn phải giúp Liên Trụ nữa. Nhanh lên mọi người. Ôi, mất hồn kìa. Nhanh lên nào mấy đứa. Nhanh lên, đường còn xa không vậy đại ca? Còn xa lắm. Được rồi, sắp tới rồi mọi người. Đi thôi. Dạ. Hay Liên Trụ hình như đang gần đây đó. Không biết Liên Trụ này có gặp nguy hiểm không nữa. Lo quá à. Không biết mà Liên Trụ sẽ đang đánh với lại. Em đừng có gặp Liên Trụ. Anh Hi ha. Không biết mặt như thế nào nữa. Nghe nè, Mochiro. Chắc là em chỉ đưa mọi người tới đây thôi. Em phải về bảo vệ lại làng thợ rèn đây. Đúng rồi, làng thợ rèn chưa chắc gì đã an toàn được. Với lại hiện giờ không có ai ở đó hết. Mà tụi mình lại quá chừng ông đến đây nữa. Thôi, em cứ về đi. Thôi nãy cứ để anh cùng mấy đứa nhỏ với lại Liên Trụ cho. Được rồi, mọi người chúc mọi người may mắn nha. Tạm biệt. Ok, bye bye. Mua chi vô. Tạm biệt anh. Chào. Chào chào. Mua chi vô. Trời ơi. Bây giờ nhanh chóng. Liên Trụ kìa. Đó chính là Liên Trụ. Đâu rồi, đâu vậy? Sao toàn là quỷ cái vậy? Mấy con này là những con cá đó. Tấn công đi nào mấy đứa. Lên đó. Trời ơi, nó. Liên Trụ kìa. Mày. Ui da, ui da. Này, mày lại mất lòng. Trời. Ấy da, hơi thở của giá thú. Hơi thở anh, tụi tôi đến đây giúp bà nè, Liên Trụ. Trời. Để gọi đi, gọi. Hơi thở của giá thú. Trời ơi. Chà. Ủa mấy con này là con. Liên Trụ, tôi đào cháu. Đâu Liên Trụ, đâu Liên Trụ đâu. Mặt trời. Hello Liên Trụ. Âu. Chào. Tôi đây. Hồi lâu rồi, đâu rồi, tôi gặp mọi người. Ủa sao mọi người lấy đây? Hey, tôi nghe tin bà đang bị có chuyện nên tức tốc dẫn mấy đàn em tới đây giúp bà một tay chứ làm gì đó. Đúng rồi. Em ơi, nơi này để bọn anh, em chạy lên trên kia xử bọn kia đi. Dạ. Đây. Rồi. Không biết còn bọn nào trên đây không nữa. Hình như là hết rồi phải. À vẫn còn. Thì bọn này tao đánh nó già dữ vậy ta. Hey. Hơi thở mặt trời. Mày chết đi. Chết đi. Nó dai thật chứ. Dai dai chứ. Bọn chúng dai thì cứ. Hơi. Tao đây còn nữa gì ta. Chết đi. Bọn khốn kiếp này. Ủa Liên Trụ. Hả? Liên Trụ tới đây từ lúc nào vậy? Người đứng đây có một mình cho nên tao lại ta bảo vệ nè. Ôi, hơi thở mặt trời. Chết đi. Nè. Ôi mấy con cá này ở đâu vậy? Mấy con thượng con quỷ này sao nó chỉ là những con cá như vậy thôi sao? Nó là thực phức của thượng ngủ đó. Bây giờ em đánh nó thì em phải nhìn lên trên cái mình ở trên cái lưng đó. Nãy em phải đánh vô đó nó mới là điểm yếu của nó. Chứ không là nó sẽ hồi sinh liên tục á. Nó không có chết đâu. À, thì ra là vậy. Bây giờ chúng nó đi. Chết đi. Phải cẩn thận đấy. Hơi thở mặt trời. Thôi mày. Mày chết đi. Ây da, đau quá. Ừ, cuối cùng thì nó cũng chết rồi. Vẫn còn nữa kìa. Thì bọn này nhiều thật á. Thì mà bọn này rất là khó chịu. Mà cái con quỷ thượng thượng gì đó đâu rồi Liên Trụ ơi. Ta cũng không biết nữa. Nhưng mà bây giờ từ khu này đã hình như là tụi nó không còn nữa. Bây giờ mình đi. Ơi. Đúng rồi, không, không, chưa đâu. Bây giờ ở tròn còn ở trên núi nữa đi. Tụi mình đi gặp mọi người đi. Đi đi. Dạ. Đi kiếm mọi người thôi. Đi đi. Đi đường nào đây ta? Đường nào để quay trở về? Hình như là đường này. Ủa vẫn còn nè. Đại ca, em đó hỗ trợ đại ca đây. Hơi thở giá thú. Sao rồi? Bên em sao rồi chứ mày? Dạ bên em đã giết được một số con rồi. Mọi người tập trung vào cái bình trên đầu nó nha. Bọn ta biết hết rồi, có em chưa biết đó. Ủa? Thôi hả của xong. Ủa? Đại ca là bọn đại chủ mà. Ủa? Vậy là anh ngáo dân tâm cô cũng biết luôn hả? Mấy này biết nhiều. Đại ca nha, nói cho biết mà bài đặt cái này biết nhiều. Thôi xong hết chưa mấy đứa? Dạ. Còn 3 con nữa. Còn 3 con nữa. Đấy, đi. Đi. Bọn cá này của bọn của cái thằng thượng ngủ đó. Thôi thằng thượng ngủ như biến mất dạ, rồi. Xong hết rồi thưa đại ca. Xong hết rồi. Mà đại ca trời ơi. Con quỷ á, hình dạng của nó liệu như thế nào em thắc mắc ghê luôn á. Nó nói chung là con đó nó thuộc dạng nó xấu xí lắm. Với lại nó cũng thuộc dạng giống như là chui từ một cái bình vậy đó. Nó cũng thuộc dạng giống giống mấy cái bình đó đó. Đúng rồi. Giống mấy cái bình. Mày biết gì đâu mà đúng. Ây da, ủa mà Liên Trụ ơi, nãy giờ sao tôi không thấy dân làng nào xung quanh đây hết trơn vậy? Dân làng đã được sơ tán đến an toàn rồi. Ây, ở đây đông như vậy, không có tụi tôi là cô không biết sao luôn đó Liên Trụ. Ây, nãy ta cũng sắp hẹo tới nơi hơn các người tới ấy. Ta kịp chạy để họ sức xíu. Mình ta đi. Vậy là may quá rồi. Thằng này đừng có nói chuyện vô lễ coi. Ây da. Bây giờ hình như thế này thật sự là không ổn.
Tôi nghĩ là chúng ta nên nghỉ ngơi nơi này. Thì cứ tự nhiên đi, chẳng cũng không có dân làng, mình cứ ở tạm đây. Nhưng mà cái khỏe. Tên Thượng Ngũ gì đâu, nghe bảo là cô đang dí theo nó mà. Ta không biết nữa, ta bị chặn đường với mấy cái con cá này xong rồi, nó đi đâu mất tiêu rồi. Vậy là càng lý do để chúng ta nghỉ ngơi này. Thượng Ngũ là mạnh lắm đó. Dạ. Mà cũng thôi bây giờ nghỉ ngơi xung quanh đây đi. Mỗi đứa một căn nhà hay sao đó. Vào nghỉ ngơi đi. Dạ, em hiểu rồi. Ở chung đi. Ông con cá đi lấy dụ ơi. Dạ. Đi, đi theo ta. Ủa nhà này có hai tầng hả? À, đúng rồi hen. Tôi phải đuổi ông này ra bằng cách nào đây ta? Rồi, tôi vô tôi ngủ đây. Buổi sáng thật là trong lành quá đi thôi. Mọi người đã dậy hết chưa? Mọi người đã dậy hết chưa? Mọi người đâu rồi? Trời ơi, buổi sáng trong lành quá đi thôi. Mọi người ơi, mọi người à. Trời, không thấy ai trả lời tôi hết vậy ta. Trời ơi, buổi sáng sớm mà đi đâu không biết nữa. Thôi cho đàng hoàng vào. Đi đâu cả em đi. Trời ơi, có con cá nào thì đừng trách tại tao. Ủa sao đi con cá không giữ em gì mọi người ơi? Hồi nãy em luôn còn ngủ nên bọn anh đi ra ngồi câu chung thôi. Dạ. Đứa con này nè. Ê, trời ơi, sao mấy con này tụi bị ám ảnh luôn, không hiểu sao mấy ông còn dám câu lên luôn á. Ý, ngon mà. Nhưng mà lấy chỗ ăn không? Ấm chủ. Ủa, cái gì vậy? Ôi ơi, xin chào ngài ông chủ, xin chào nghe Lý Chù. Tôi đang cần sự giúp đỡ. Gần làng Thợ Rèn có một cái ngôi làng nhỏ, đêm hôm qua đã bị rất là nhiều loại quỷ tấn công. Hiện tại thì mọi người vẫn đang cố thủ, nhưng tuy nhiên là khả năng cao tối nay là lũ quỷ nó sẽ tiếp tục tấn công một lần nữa. Cần mọi người đến trợ giúp. Hả? Cần tôi đến trợ giúp hả? Trời ơi, đúng nè. Rồi được chiêu. Mọi người nhanh đi chứ, ngôi làng đó tôi nghĩ là đêm nay không chống đỡ nổi đâu. Lý Chù mà đã nghe tên thì chắc chắn là nơi đó sẽ an toàn. Thôi đừng lo. Đi ra tàu. Cái gì vậy? Đúng bọn vậy. Tàu lo. Để bọn em cho quẩy cống xe đó. Để bọn em thử cho đại ca ơi. Trời, cái gì mà giặt lưng vậy? Nhưng mà ta đã ngủ quá à, cho ta cá đi rồi ta mới đi được. Vậy mệt quá. Đi thôi. Đi. Đây. Cái gì vậy? Hai người kia ơi. Cái gì vậy? Đây. Mày đi bộ đi. Ơi kìa, trời ơi. Để bọn ta tới đó xử bọn quỷ cho nhanh. Ai, thôi kệ tôi đi. À, thêm Lý Chù nữa, Lý Chù ở đây. Lý Chù lo còn chưa xong mà Lý Chù rồi. Qua bên bệnh bệnh giúp cho Lý Chù. Dạ, ta lo ở đây. Dù gì có cá là được rồi. Nhầm. Thôi, mệt quá. Dì My, vậy giờ anh còn có thịt nè, chúng ta em ăn buổi sáng đi. Dạ, cảm ơn anh. Thôi được rồi, chúng ta tập luyện đi. Trong lúc tập luyện cái gì mà tập luyện? Bây giờ chúng ta cần săn con quỷ kìa. Như Lý Chù nói là nó đang trốn trong một cái bình. Bây giờ chúng ta chỉ cần đi truy lùng nó và đập hết tất cả cái bình thôi là xong. Vậy hả? Vậy bây giờ chúng ăn ta đi. Đói bụng. Vậy giờ chúng ta đi luôn ha đại ca. Đi thôi. Dạ. Ôi ôi các Lý bạn chỗ, ơi, bây con giờ biết mình thì con dẫn đường giùm tôi cái đi nè. Ok, các người đi phía sau thôi nha. Mà chừng này tôi bà Lý Chù này luôn á mấy bạn. Bà Lý Chù thì má ăn nhiều ghê á. Bà bắt đầu chuyện bao đồng nữa mấy bạn. Đây nè Jimmy. Thôi mình phải đánh cái bình này. Ở đây cũng có một bình nè. Để em đánh. Để đi em. Phải rồi. Ở em có một bình nữa. Đi xung quanh xuyên ra đi cho mày. Đại ca cũng không biết nữa. Bây giờ lẩn trốn ở trong khu này á, mình cứ tìm cho thật là kỹ. Trong khu này nhiều bình lắm. Đúng rồi. Chúng ta phải săn lùng con quỷ đó trong buổi sáng ngày hôm nay. Nhanh lên. Trời ơi, tôi không còn thấy cái bình nào nữa cả. Lý Chù à. Em cũng không thấy. Nó có lẽ là như gần cái bình đó này không còn cái gì nữa rồi. Đúng rồi, chắc thế. Hết rồi đại ca ơi. Cho miếng cá nè, ăn đi. Dạ. Mấy con xíu mà đói quá. Vì em bị đói lắm. Trời ơi, ăn hoài tôi mệt bà quá Lý Chù ơi. Ủa đại ca đâu rồi? Sức lực mới đi. Ở đây. Có hiệu quả là em thấy hiệu quả chứ. Không tìm ra ai nữa rồi. Không tìm ra ai nữa rồi. Chúng ta bị đứt manh mối nữa rồi. Hình như có vẻ nó không còn ở đây thì phải. Như là vậy á, ta cũng tìm hết rồi. Chúng ta phải đi khu khác thôi đại ca. Đúng vậy. Chúng ta phải cần đến một nơi khác. Chứ hiện tại nơi này theo ta thấy không còn cái bình nào nữa cả. Đúng. Dạ. Vậy chúng ta đi thôi. Là có nhiều cái bình rải rác ở những nơi khác nữa không? Bây giờ mình cứ đi, mình tìm thấy rồi mình tiêu diệt thôi chứ ta cũng không rõ cái Lý Chù ra từng nói đầu với nó. Lý Chù có thấy điều gì bất thường trong lần này không? Đây còn nhiều bệnh lắm nè. Dạ. Để em đặt. Thì là manh mối của nó còn ở đây nhiều lắm đó đại ca ơi. Đúng rồi. Ủa, bên đây còn nhiều lắm nè. Ây, ta biết được cái huyết hủy thuật của con này. Ta quên mất. Dạ, sao vậy đại ca? Đó chính là những cái bình này của nó có thể di chuyển kiểu như thông qua những cái bình này đó. Wow, di chuyển thông qua những cái bình này hả?
Đúng rồi, nó di chuyển thông qua những cái bình này, có nghĩa là cái bình này giống như từ điểm A đến điểm B, nó có thể diễn từ điểm A qua điểm B bất kể lúc nào, nó chỉ cần chui vô cái bình thôi là được. Ừ, nó mạnh tới vậy luôn hả đại ca? Thượng quỷ mà mình mới đi, mình mới đi tiêu diệt mấy cái bình này nè. Còn ở đâu nó là thượng quỷ, đương nhiên những sức mạnh đó của nó chỉ là chuyện bình thường thôi, tại là do em quen với lại những con hạ quyền quỷ đó. Ở dưới cái gì vậy? Thí chủ ôi ta tới đây, chuyện gì vậy? Đây chính là hả? Ôi bà hiểu tí không à? Không ngờ nó lại ở đây Jimmy. Dạ. Nếu em không biết, đây chỉ là Rodichi, một kiếm sĩ huyền thoại. Ồ. Ngày ấy sở hữu thời hở mặt trời giống như em vậy đó. Dạ. Ôi, ngày ấy là người... Ôi, nói chung là đây chỉ là một con robot thôi thì phải. Ồ. Xuống dưới xem sao liên chủ. Đi thôi. Đúng rồi, là một con robot. Ai đã sáng tạo ra nó vậy? Ôi, đừng có đánh. Không sao, đây chỉ là một robot thôi, không phải là người. Đây là một tác phẩm của ai đó thì phải. À, thì ra là vậy. Jimmy, em thử xem sao. Dạ, được rồi. Thử nửa nước. Ê, thở của nước. Ê, thở của nước. Đến đây. Dạ. Ui. Chết rồi, đưa đại ca. Giỏi á. Không biết còn cái bình nào gần đây không nữa. Anh chết tiệt đó, nó dám trốn ta. Dạ. Nhanh lên, nhanh lên. Mình khó tìm hắn ta thiệt. Trời ơi, mấy bạn thấy cái tên thủ quyền quỷ hay không? Hắn ta khó tìm thiệt sự luôn á. Bây giờ trời sáng hắn ta không ra đâu. Vậy phải canh trời tối à. Tôi nghĩ hắn ta sẽ không xuất hiện ở đây nữa đâu. Bởi vì những chiếc bình ở đây đã bị chúng ta phá vỡ hết rồi. Vậy tụi mình phải tìm một nơi mới. Nơi khác. Đúng vậy. Càng nhiều bình hơn rồi tụi mình sẽ đợi nó ở đó vào ban đêm. Đúng rồi á. Ở chết. Hả? Tôi chợt nhớ ra. Cái gì? Ủa? Có chuyện gì đây đại ca? Đám tụi thằng áo với lại thằng Tô Cu đang gặp chuyện. Gặp chuyện gì? Sao mới biết được? Tụi nó chưa biết được về những cái bình đâu. Ừ nha. Và theo tôi biết được là bây giờ nếu mà tên đó xuất hiện, chỉ có xuất hiện ngay chỗ của tụi nó thôi. Một là chỗ của tụi nó, hai là chỗ của Muichiro. Nhưng mà Muichiro là một đại chủ, chắc chắn là sẽ hiểu về cái chuyện cái bình đó rồi. Thì chỉ có đám nhóc thôi. Vậy bây giờ tụi mình nhanh chân lên đi, chọn đợi gì nữa. Vậy đi thôi Jimmy ơi. Đại ca. Đi thôi, nhanh lên. Thằng quỷ sứ kia nó đang gặp chuyện rồi. Lẹ lên. Dạ. Nhanh lên. Nhanh lên. Ừ, trời cũng đêm luôn rồi. Tụi mình bị mắc bẫy rồi. Chết rồi. Bọn chúng ra kìa Jimmy. Dạ. Em vậy xong vô đây. Thì cái lượng là đúng rồi đó. Ê, hơi thở của nó. Trời, không phải thở âm thanh. Anh tạc. Ê, chết đi. Ê, anh tạc. Tức thiệt chứ. Ê, mình đã để một hơi giấc ngủ với bạn à. Mày. Ê, tức giận thiệt chứ. Nhưng ơi, em đi tìm hai thằng kia đi để anh dạ. Đi lại đi chỗ sự bọn này. Dạ, nó đau quá. Có tôi đây. Ôi, trời. Ê, hai anh ơi, tôi cu. Tiêu diệt tụi nó cho ta. Với anh ơi. Lấy chủ. Đánh ra. Em thấy được con đau ngủ rồi. Đây. Thôi thở. Thôi thở thở Quy. Ha. Cứu cứu em. Cảm ơn em ơi. À. Chết. Tiêu diệt cho nga. Trời ơi. Thở quá. Hơi thở của âm thanh. Nó thượng ngủ kìa đại ca. Trời. Hả cái lũ phá đám này tụi bay dám ngăn cản ta hả? Tiêu diệt tụi nó cho ta. Hãy cầm cản cho mình nè. Để anh sửa cho bọn cá này ra. Mấy con cá này cầm thở lên. Thôi thở âm tên. Chờ. Mày nè. Tụi bay dám làm phá chuyện tốt của tao. Tụi bay chết ở đây. Chết rồi ơi. Mẹ cố gắng tiếp cận á. Thôi thở âm tên. Thôi thở âm tên. Jimmy, anh với Ali chịu đi cầm chân em đi tìm hai đứa kia đi. Nhanh lên. Dạ. Rồi chờ. Hai anh đang ở đâu vậy ta? Hai anh ơi. Hai anh đang có ở trong căn nhà này không vậy? Không có. Anh Tạc, phía bên này không có. Em đi qua hướng sau lưng, hướng này đi. Hướng nào anh? Sau lưng anh nè, hướng này. Để anh xử nó. Chờ. Dạ. Không được cản chân em của ta. Được rồi. Anh yêu. Ui, anh không nói chuyện được hả? Trời ơi, con cá này nữa. Hay chưa? Được rồi, em sẽ cứu anh. Ui, em phải cứu anh một cách nào đây? Hả? Anh là đập hả? Được rồi, em sẽ đập. Không phải hả? Hả? Lý Vũ ơi. Bị gì vậy? Bị gì vậy Lý Vũ ơi? Hình như là bị da bị khóa ở trong nước rồi không đi ra được. Chủ ơi. Ừ, anh chủ đúng Vũ ơi. Trời. Anh Vũ ơi. Anh Vũ ơi. Hai anh bị khóa trong nước rồi không ra được. Em lo chuyện đó đi, anh đang đánh đi đường ngủ mà. Dạ. Nhưng mà em bị cắt đi Jimmy ơi. Bây giờ quá nhiều, quá nhập rồi. Quá nhiều rồi, anh không đi qua được đâu. Em với lại Liên Vũ đi phụ đi. Ừ, giờ sao đây? Em dùng ơi hả mặt trời vào. À em hiểu rồi trời ơi. Được rồi anh đợi đã. Thôi thôi
Ôi. Trời ơi, hai cái ông báo thiệt luôn á. Trời ơi, làm bên đây vậy? Đi đi cho tôi biết. Hiểu gì chúng nó? Chúng ai hả? Mặt trời có tăng trưởng cái bọn này đó Jimmy. Mi. Dạ. Hơi thở mặt trời. Hơi thở của tao. Hơi thở mặt trời. Anh sẽ dụ con này đi ra ngoài để tỉnh solo cho nó. Dạ. Rồi nè. Lũng cá lớn ghê. Bọn mày ép dắt mũi bọn tao à? Bọn mày muốn giết sạch ra anh nháo hơn. Còn nè. Còn nhiều lắm. Ở bên đây còn nhiều lắm. Anh giả hữu đâu rồi? Em vô đây cầm chân. Mày. Tao nhiều cạo quá. Dạ. Đi đi nó đi, hình như ông chủ kéo con hưởng thủ đi xa rồi. Chúng ta qua đó, hỏi qua chỗ ông chủ đi. Đi nhanh lên, khẩn trương, À, anh cần được hướng bên này này. Đi nhanh thôi. Ôi, hỗ trợ ông chủ nhanh thôi. Ui, cao quá trời trời. Ta sẽ đánh bại ngươi. Hết rồi, ông chủ ơi. Mày chết đi, tao nghe rồi. Mày ông chủ khốn kiếp. Chết đi. Rồi, hỏi lắm đi. Ta còn lâu đó, không dễ chết vậy được. Dạ, hơi thử người ta thú. Chà. Rồi ta hồn thường ngút đâu rồi. Thượng Âu, ngươi chết, chết đi. Dạ. Rồi. Ta phải làm món cá nướng cho đồng đội ta. Chẳng nó. Chịu rồi đó. Chết đi. Ngút đâu ngút. Rồi. Ủa mày làm tao bực nữa. Hãy coi đây. Bực vậy làm sao đâu. Ôi. Chúng ta đây đổi làm gì thôi. Chịu thôi. Riêng thầy nổi giận rồi. Chết hết đi. Tụi mày phải chết. Liệt ngươi phải chết đó. Cái sao chơi. Ngươi chả hào nhiên tí nào cả. Ngươi sợ quá. Chết đi. Chết thiệt đó. Tấn công hắn ta. Rồi. Mày chết đi. Chết đi con cá xấu xa. Con cá xấu xa. Được rồi chết á. Có cá xấu xí. Dạ mặt mày tử ra hả. Mày. Mày dám. Chết đi. Vô bóng ta. Không! À! Không! Chết rồi! Chết được rồi! Đã lời! Cuối cùng ta đã giết ông Thượng Ngũ rồi! Xong rồi! Chết rồi! Xong rồi! Tên tên hậu cổ này đánh án ông mệt mà đánh cá quá á. Ai mệt thì chứ, mấy con cá chết tiệt mà. Không sao, ta giết được rất là nhiều cá này mấy đứa. Nhiều cá quá. Dạ em muốn nhiều lắm. Cái con cá đó ăn đâu có được đâu. Sao mà không được, trời ơi. Có sao không? Hay, không sao hết. Sao rồi. Hay, cũng mà cũng trọng thương nặng đó. Đúng là đánh với một thượng quyền mà. Đại ca, vậy là... Đến hồi lâu. Vậy là đại ca phải câu chuyện sức khỏe đó đại ca ơi. Ý đại ca gì không ổn rồi đó. Đừng có tự ủ với tụi bay vậy. Tao khỏe hơn tụi mày đó. Trời ơi. Tụi mày mắc cái dấu gì mà bị nhóc vô cái bình nước đó vậy. Trời ơi, đại ca em có biết đâu. Anh lắc cái đầu hoài vậy. Trời ơi. Em làm gì hiểu sao mà nói được. Tự nhiên không biết đâu đang đi hưởng ngủ ở bên cái gì mà. Cái gì vậy? Tụi mày có vẻ vui vậy. Đồ. Tiếng ai vậy? Tên kia kìa. Akaza. Akaza. Tại sao ngươi lại đến đây một lần nữa rồi? Kìa. Lần trước ngươi tha những việc lần trước ta chưa tha cho ngươi đâu. Không tha cho ta thì ngươi cũng có làm gì được ta đâu. Thằng âm chủ yếu đuối để ta viết để ta đục lỗ cái thằng viêm trụ đó quá dễ dàng. Ơi, lâu quá không gặp bên nữa. Lần này gặp tại sao ta thấy ngươi có một mình ngươi vậy? Viêm trụ đi cùng ngươi đâu rồi? Cái bờ đang nghe này. Trời ơi, trả đầu cho biết cậu. Mày đã giết một bạn của tao. Đừng nói những cái câu đó. Vào một ngày tao sẽ lấy đầu của mày để thay cho đầu hổ viêm chủ. Không ngon thì xuống đây. Tên quỷ xấu xa. Trời, hôm nay lại đi cùng một người khác à. Ồ, luyến chủ sao? Chào cô em. Tôi đây làm gì? Tôi sẽ chặt đầu ngươi ra luôn. Ây, con gái mà nóng tính thế. Hôm nay ta đến đây chủ yếu là coi mấy thằng nhóc ác đồ đệ của ta, cấp dưới của ta đánh nhau như thế nào thôi. Nhưng mà nó làm ta thất vọng quá. Lần sau ta sẽ đến. Lần này ta không có hứng thú đánh nhau với phụ nữ đâu. Tạm biệt. Ây, mà đáng ghét mày, ơi, đáng ghét mày chạy ra. Tôi sợ à. Ây, nó đi đâu mất tiêu rồi. Ây ơi, tất thiệt chứ. Mất cái bội này chứ. Cũng may mắn đi. Nếu mà người đứng sau cho cái việc này nữa kìa. Nếu mà bình tĩnh ra đi. Nếu mà dạ, bọn mình đang vô chuyện này tụi mình cũng khá là mệt đó. Về lại đèn thở đèn thôi. Dạ, nghỉ ngơi đi. Đại hắn đi. Hôm nay chiến công hôm nay vậy là quá tuyệt vời rồi. Dạ thưa đại ca.